Mất công mất sức làm cái củ cải vàng mà giờ đi ăn với cơm nó cứ sai sai cả nhà. Bởi thế cho nên nhất định phải làm mukbang mì tương tao cùng mình và em gái nha. Cũng là nhân dịp em nó vừa hoàn thành kỳ thi cuối kỳ. Mà đúng là củ cải vàng cứ phải là đi cùng với mì tương đen. Thế trước đó là chị em mình phải đi nấu mì đã. Mì thì em nó mua. Giờ là thành chiến thần đặt hàng online của nhà mình rồi. Cái mì chacharoni em mình chọn là của Sam Giang. Còn mới ra mì trộn tương đen vị cay nữa cơ. Mà mì của Sam Giang thì cứ yên tâm là hương vị đậm đà, chuẩn phong cách mì tương đen Hàn Quốc. Đợi tí là chị em mình tranh thủ đi luộc cái trứng, rồi sắt ít dưa chuột để làm topping ăn cùng cái đã. Xong mới quay ra nấu mì luôn. Đây mà mì nhập khẩu Hàn luôn. Bao bì toàn tiếng Hàn đi kèm tem phụ tiếng Việt. Mình đọc xem cách nấu rồi chuyển luôn. Đấy, có vị cay và vị không cay thì thôi chị em mình nấu cả hai luôn. Cứ đi trụng mì cùng với gói rau củ cái đã. Vì là mukbang nên là mỗi loại mình nấu hai gói. Xong loại này thì mình quay ra nấu loại kia. Em mà khác cái túi này có đến ba gói gia vị, cũng một gói sốt, một gói rau củ nhưng mà có thêm một gói dầu nữa. Bình thường thì mình thấy cái mì tương đen người ta rất hay làm cái sốt dạng bột, cơ mà loại mình đang nấu thì lại là dạng lỏng. Thế này thì đảm bảo là thấm nhanh vào mì mà trộn cũng được đều hơn cái dạng bột. Trời ơi, trông kìa, chưa gì mới trộn lên thôi mình đã thấy thèm rồi. Sợi mì là sáng hết cả lên. Làm cùng lúc hai loại là thấy luôn được cái sự khác biệt về màu sắc. Có vẻ là do cái vị cay có thêm gói dầu nên là khi trộn ánh lên cái sắc đỏ. Cơ mà độ sánh mịn thì là ngang ngửa nhau nha. Sợi nào sợi nấy cứ là mứt mần mượt. Thêm chút trứng và dưa chuột lên đĩa mì nữa. Giờ thì là đến tiết mục mukbang của hai chị em mình. Mình vị cay, em nó vị thường. Trời ơi, đứa nào đứa nấy gọi là đĩa mì đầy ủ thế này thì mới đúng là mukbang chứ. Nào thì xin phép mọi người ăn thử miếng đầu tiên xem sao ấy nhỉ. Mình trộn đúng lượng sốt của hai gói mì và hương vị rất đậm đà luôn. Của mình còn đi kèm cái vị cay cay nữa. Miếng đầu thôi, những miếng sau là quen dần cảm giác kiểu tê tê đầu lưỡi. Thành ra là ăn ấy không ngại ngần gì nữa mà. Em gái mình lâu lâu mới lên hình vẫn cứ là ngại ngùng xíu. Được cái là chọn mì đỉnh đấy. Mình biết là nhiều bạn lần đầu ăn mì tương đen còn thấy không quen cơ. Nhưng mà tin mình đi, cứ phải có lần hai lần ba thì mới bắt đầu ghiền. Mukbang hai gói lận nên là phải có topping ăn kèm để giải ngấy chứ. Quay ra là thấy đứa em vẫn đang đam mê về cái đĩa mì không cay ấy. Thôi cho chị xin miếng nhỉ, thử xem hương vị ra sao chứ. Không biết là giữa hai loại thì khác biệt như nào. Ê, đúng cái vị mì tương đen nguyên bản nha, sẽ hơi ngâm ngâm một xíu mọi người ạ, nhưng mà em mình lại thích ăn như vậy. Thôi mình lại quay lại với cái đĩa mì vị cay của mình. Ơ, cái rau củ hồi nãy nghe nở ra cái miếng hành to phết ha. Đấy, còn chưa nói về cái củ cải vàng mình tự ngâm, có chua có ngọt có mặn, nhưng mà mình đang thấy bị hơi mùi nghệ một xíu, chắc là lần sau cho ít lại vì chỉ để tạo màu thôi mà. Được cái ăn cùng mì tương đen nó vẫn cứ là khớp. Nói chung là cứ phải ăn với cái món gì nó đậm đà một xíu. À đấy, nãy giờ mình còn chưa nói đến cái sợi mì nhỏ. Sợi rất to và có một cái sự dai mềm cắn thích lắm. Ôi rồi, ăn một lúc là môi đứa nào đứa nấy đúng cái màu của mì luôn. Nhưng mà được cái ngon nên là mình vẫn chưa dừng đũa được. Bạn nào vẫn đang băn khoăn thì thôi cứ mua ăn thử cả hai loại xem là thích cái nào hơn. Chứ mình là mình thấy mê cái vị cay mới rồi nha. Thôi giờ chị em mình tập trung mukbang xử lý nốt hai cái đĩa mì đây cả nhà. Cũng mất chỉ có một lúc là bay sạch ý mà.